Chào các bạn tới chào các bạn tới kênh của mình nha. Mình tên là Giang Nguyễn. Hôm nay chúng ta cùng nhau xây thiên đường. Các bạn nào tới Đà Lạt chưa? Nên mình sẽ xây thiên đường lên Đà Lạt nha. Bắc thang cái gì? Thang lên Đà Lạt chứ lộ. Bắc thang lên Đà Lạt nha. Bắt đầu. Xây thôi. Xây cái cầu thang mà. Đà Lạt gọi là có cái thang nha. Cái thang là bắc lên thiên đàng nha. Để xây thang bắc lên thiên đàng. Xây đây. Xây đập đá kìa. Đập đá đây, đập đá đây, đập đá đây. What the hell? Ra đây mọi người ơi. Ơi. Té xuống sông rồi, té giếng, tôi gọi té giếng á. Các bạn hồi nhỏ có ai bị té giếng không? Xây bắt thang lên thiên đường. Xây được hai bậc người té xuống giếng rồi. Ơi. Nông lòng quá đi. Đá đây, đập đá đây, đập đá đây. Đá đây mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Mình sẽ được mấy bậc rồi là ghê chưa ghê chưa ghê chưa ơi té giếng nữa suốt ngày té giếng vậy xe suốt ngày té giếng thang lên thiên đường các bạn nào đã lạc chưa đây mà đang xây cái thang lên thiên đường này đó, chụp hình để selfie sống ảo các kiểu con đà điểu. Đập đá đây, đập đá đây mọi người ơi, đập đá đây. Ơi, what the hell? Củ chuối, hệt tư. Xây mà nó lớp vậy, kỳ quá nha. Tại ta giếng đi rồi. Cái đây diễn hoài vậy ta kỳ vậy ta xây lên thiên đàng thôi mà cái thang lên thiên đàng thôi mà té hoài đau lòng quá đi đó ngon 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 đó, đó mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Ngon ngon. Xem tay giếng. Đừng để tay giếng nữa mọi người. Đó, ngon. Ghê chưa, ghê chưa. Đó, không thể diễn rồi về cái máy xúc chăng về cái máy xúc chăng về cái máy xúc chăng đó đó thục nghe thấy nhiều thục bật 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 sắp xây xong rồi mọi người ơi trời ơi xây hoài chưa xong ra
Xong rồi. Ê ê ê ê. Ê ê. Ê ê. Ê ê. Ngon. Ngon, 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 ngon cơm mày, ngon cơm. Put lòng tiếng put put ơi ơi té giếng rồi người ơi, bị té giếng thì lẽ giờ sắp tối rồi mọi người ơi, mọi người ơi ơi trời ơi, cái bị bơi đây là cái thang bắt lên thiên đàng, các bạn thấy không, mới bật đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Làm rồi 16, 16 rồi mọi người ơi, 16 rồi, 16 rồi, 56 đây, con số gì đây, 16 rồi mọi người ơi, 16 rồi, cố lên. Ơi what the hell, what the heo nái, con heo nái trời ơi, 16 rồi, còn chỉ còn 4 4 4 bậc nữa thôi là được 20 rồi, là say sắp tới thiên đàng rồi mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, quỷ à, quỷ sứ vậy cũng để chế tẹt nữa. Đó, ngon. Ngon, 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 ngon rồi, ngon nè, đó, 17 rồi. Ngon rồi mọi người ơi, ngon rồi, ngon, 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 ngon rồi. Trời ơi, té giếng nữa. Ê, có gì, có mực ha? Có mực hả? Mực tuột hả? Trời ơi. Mọi người ơi. Sắp được rồi. Sắp xong rồi mọi người ơi. Bật 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17 rồi mọi người. 17. 18. Cái gì, cái gì ghê vậy? Cái gì kêu vậy? Mười chín, hai mươi, hai mươi, hai mươi, hai mươi, hai mươi đi, xong, xong rồi, đã xây xong cái thang thiên đường rồi mọi người ơi, mọi người ơi, à, là cái thang lên thiên đường, một lúc sẽ xây cái thang xuống địa ngục, này thang lên địa ngục mọi người tối quá, không thấy gì cả, nó 20, 20 bậc thang lên thiên đường, thiên đường. Ai da, ai da, ai da, ai da, pê 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 quá, trời ơi thiên đàng ở trời ơi, trời ơi thiên đường đây à, thiên đường dưới nước à. À mọi người ơi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mình tên là Ren Nguyễn, tạm biệt mọi người, goodbye.